Welcome cả anh em trở kênh DHVG của ngày hôm nay. Tiếp tục với game mới Go Go Tam Quốc thì video mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày Việt Nam. Ngày hôm nay thì anh em dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng đây. Như em thấy bây giờ là 21:28, mình đã qua ải 3.109 rồi. Đáng lẽ hôm nay phải tầm 3.200 cơ. Nhưng mà hồi sáng mình treo bị kẹt. Game này anh em mở yếu là cũng bị kẹt map tầm ải 2.500 lên. Như em thấy này, 40 phiếu 1,5 ức tức là 15.000 vạn xu vàng. Anh em mở theo dõi kênh của mình biết, bình thường là mình chỉ có lạp đầu cộng với cái chai thôi. Mở game này mình lạp 2 lít thôi em ơi. Bình thường ấy, nó cho gói 100, 200 đi. Đây có vài gói nó cho có 20, 40 là mình không tìm được. Mình biết được phải 3.100 anh ra này lên mình đã lạp trước 50k rồi. Đây 40 phiếu, chính ra có này gần 40k em ơi. Đây mình sẽ xúc luôn này, 15.000 vạn, không có nhiều. Giờ chắc mình sẽ là lưng tướng đi. 15.000 vạn ấy thì mình lưng được 100 level. Đây con sen lưng 50 level là tốn 4.600 hay 4.800 vạn đây. Cứ cho là 5.000 vạn đi. Tức là 100 level là 10.000 vạn. Và lưới búa mình hiện tại tốn 50 vạn một level. Tính ra không được 100 level em ơi. 50 level luôn này. Đang à? 50 level này. 45k. Em chú ý, sen ấy thì nó sẽ tăng chỉ số cho đàn team. Mà đã thế, khi mà em tăng bậc, sen tăng thêm phần trăm. Rất là quan mày. Nếu mà để dồn một con ấy, anh em có lương sen rồi lương con đêm chính thôi. Tiếp tục 50 level này. 50 level lương này. Ngon em ơi. Thế là được 100 level rồi, vẫn còn là 1.400 vạn. 10 level. 5 level. Gần 115 level. Mà đấy là mình nhận thêm x từ lúc mình treo nữa. Về tải sen mình tốn 95 vạn một level. Còn là lưu bố tốn 52 vạn. Nói chung là 150 vạn một level trung bình. Tính ra gần 40k lên được 100 level. Nói chung về cái xu vàng này về sau anh em kiếm khá nhiều. Nhưng mà lúc đầu anh em mà không áp lực mạnh thì map lại kẹt. Đây mình lại bị cái bạn là chibi này khóa thiếu ơi. Cho em xem. Hôm nay mình phản kháng liên tục luôn. Cứ khi nào mình chuẩn bị nhận mình mới phản kháng. Bây giờ tại còn là 44 lực. Chắc mình thử phản kháng hai lần đi. À khoan á. Quên quên. Mình nhận lon á, nhận dương em ơi. Đây dương cam này, 100 kim cương 85 vạn xu ghê nhở. Hôm nay mình không thấy một cái dương đỏ nào luôn. Là mình phải ăn dương vàng. Đấy, à đây có một đói mày. Đây dương đỏ này húp luôn nhá. Chắc chắn là xài team chính rồi. Với chữ này. Trận này thì mình vẫn xài như trận hôm qua em ơi. Lứ bố này. Này chắc mình sẽ cho trình dục ở cuối cùng đi. Game này thì nó sẽ đánh từ trên xuống dưới. Và từ trái qua phải. Từ hàng trước thì nó sẽ đánh hứa chữ rồi xuống hoa là hàng dưới thì nó sẽ đánh nữ bố công toàn rồi đến trình dục quất mua này. Giờ đến dương cam nhỉ. Dương cam thì tìm dương nào mà anh em ăn được luôn. Đây có được cướp này là không có tướng nhá, anh em chỉ cần cho lên tướng là được thôi. Thì mình cho mấy con mình lưng đeo vào 100 rồi ăn luôn này. Nếu mà thiếu dương cam là kiểu gì anh em auto cùng cướp. Hiện tại còn 25 chắc mình sẽ phản kháng hai phát đi. Mà quên. Nói chung lên cao anh em mở dồn độc cái con nữ bố ấy. Nên là cũng ăn được anh em được chiến cao. Mình nhớ sáng nay được chiến mình 1.200 vạn. Đánh với bạn này 2.400 vạn. Vẫn win em ơi, vẫn win. Hên vẫn win. Mình nhớ sáng đánh tận 3 trận hay 4 trận mới win. Mà quên mình cho x2 cho nhanh đi. X1 chắc là hết video mới xong. Không xong rồi. Nguy cơ em ơi. Chỉ cần ấy nú bố mình ấy. Đấy thêm đi nữa. Ôi sao rồi đóng băng đứng mày quá một bổ này. Ôi hảo ơi, nói chung là phải đẹp mới được. Nói chung là trinh được cái ăn cũng khá là hên xui em ơi. Ôi sao rồi trình dục giờ chết xong con lửa bố mình sẽ bị đóng băng bị choáng này, tại vì trình dục nó có tận 50% tỷ rất là cao. Ủa trình dục vẫn chưa chết này, đen hết nhở. Máy quá hủy đóng băng. Máy nó không chết. Riêng mà bạn nó chết luôn. Bạo. Anh em đâu? Ok nhá. Khi mà giải phóng xong ấy. Ơ khoan á. Ôi ôi lại bị cái bạn tiêu viêm này. Ui bạn này tận bao nhiêu đấy? Đâu không phải. Bạn này rồi nào đấy? Ui bạn này dồn quan vú khéo khi một bố chết luôn mình à. Để mình thử chống lại bạn này nhá. Tiêu viêm này. Cho x2 luôn. Nhưng mà không biết bạn tiêu ục khoan á. Gì đấy?
Lưu bố, con vú chém cái lưu bố chết luôn à? Thôi mày, tí anh sau hết lực em ơi. Mà cũng su nhờ, mình đang chuẩn bị vào nhận thì bạn kia hãy cướp. Hiện tại mình hết thể lực rồi. Mà chắc mình thử khô máu thêm, để mình thử đánh lại phải em ơi. Đây bạn xài trình dục ra lượng tàn mấy con đóng băng cứng em ơi. Con vú mà bổ chết không? À cho x2 đi. Ui, gần chết em ơi. Giải đóng băng đi. Đúng rồi, giải đóng băng, đừng đóng băng. Một lỗ. Ok chị em ơi. Xong rồi. Rất là easy luôn. Ok nhá, không có chủ nhân phải không? Ok. Hết chủ nhân rồi thì mình nhặt ọp luôn. Giờ mình bắt thì sáng mai mình phản kháng là ok. Nói chung là anh em chỉ cần dồn được bố đẹp là tranh tầm 1-2 nghìn vạn vẫn ăn được. Và từ tầm ải 2500 trở lên quái rất là trâu luôn. Lên ấy anh em cứ như mình rồi là mắc bố hoặc là tư mã ý. Tư mã ý thì đánh càng lâu đêm càng to. Còn lưu bố máu dưới 30% nó tăng thêm rất là nhiều điểm số. Về sau anh em dồn nữa thì nó lại ít thêm. Hôm nay anh em mở qua 3.000 ấy thì nó sẽ ốc hoàn á. À vẫn là cái trên màu mình vừa phản kháng em ơi. Mẹ tính ra hôm nay mình phản kháng hơi nhiều em ơi. Phản kháng bạn chibi kia mấy trận win này. Xong rồi lại bị các bạn tiêu viêm nhốt lại. Lúc là số bị cầm rùa khác. Bị cầm liên tục luôn. Khi em qua 3.000 ấy thì nó sẽ mở cái luyện tướng quên mất. Anh em chú ý di tích hồn sư. Phần nhận trên máy thì nó chỉ có 4-5 tiếng thôi. Anh em mà có ra là nhớ on nhận. Hiện tại mình đã đến tầng 6 rồi. Mình thử đánh tầng 7 xem nhá. Bật x2 lên này. Cái game này cứ là vào trận đánh nó lại bắt mình bật x2. Hầu như chỉ có đánh thủ nhân kia mới phải bật lại thôi. Không qua em ơi. Một bổ không chết là không làm qua được. Tướng địch nó dùng kỹ năng là chết mà. Một ô không dùng kỹ năng à? À bị câm lặng. Nói chung là giờ cứ đánh thường hay là dùng kỹ năng là hồi đầy cây luôn. Ủi ôi tí chết. Ủa, mẹ mấy con chó này. Nó cơm nặng từ đầu đến cuối game. Căng thế nhở. Không cho đánh kỹ năng luôn. Thua em ơi. Nếu mà hên mà không bị cơm nặng là khéo khi vẫn qua được chỗ này. Mình thử que tầm chục lần nhá. Ôi một phát qua luôn không có nhiều. Đấy. Lại thêm 10 đủ gà lứa. Ngon em ơi. Tí nữa mình sẽ nói về cái sự kiện game đi. Hôm nay là ngày 5 chỉ còn có 2 ngày thôi. Chắc ở này ao trình quá bỏ qua đi. Khi qua 3 ngày thì nó sẽ mở cái luyện tướng. Luyện tướng này nó như là cái tính năng gì của game hơi thở trời nhỉ. Một ngày anh em sẽ có 10 lượt đánh cộng với 3 lượt càn quét. Càn quét thì chắc chắn là anh em càn quét cả cao nhất. Đêm chỉ anh em level tầm 2-100 chắc chỉ được 2 tầng thôi. Nói chung anh em khiêu chiến thua ấy thì anh em dồn đồ tướng sang bãi kia. Đây thử thách mình rớt top 7 rồi. Giờ lên tầm này đánh nó rất hên xui ấy, bình thường tầng cuối mới kẹt, còn bây giờ ấy mấy cái tầng 1, 2, 3 xui vẫn kẹt. Đằng này mình vẫn treo chưa nó bị lag lửa đây mày. Không biết giờ mỗi lượt nó có hồi lại mấy cái lửa lag nhỉ. Ôi sinh 20 kim cương đi. Nông dân mình thấy anh em không cần mua đâu. Cứ đánh phở đi rồi. Bỏ qua luôn này. Đấy không qua đấy em ơi. Nói chung tầm này phải hết mới qua. Thấy 300 vạn lương được thêm gần 3 level nữa. Một level, hai level, đấy hai level em ơi. Và hôm nay anh em chú ý căn cho mình ở sự kiện. Sự kiện thì nó sẽ có hai cái, một là chiêu mộ, hai là mở dương. Đây mở dương đã xong 4/5 vòng rồi. Hiện tại 1k dưới. Nói chung là trung bình 2 ngày là mình sẽ hơn 1 vòng. Còn hai nữa, phần trăm cao là mình sẽ đạt mốc 8.000. Không biết game này về sau có nhiều sự kiện dùng kim cương không? Đây kim cương mình phá khá nhiều chỉ còn có 5-7k thôi. Mình mua lá đầu game này. Có lúc rảnh rảnh mình mua cái trò chơi mình quay kiếm xu em ơi. Kiểu như là thiếu tí level để lâm cộng. Thế là mình khô máu luôn. Và ngày hôm nay mình khô máu mua 3 giây mày. Tại vì sợ không xong mốc 8k. Nếu mà không xong mốc 8k là mình sẽ mất 10 dương 2.500 kim cương. Quan trọng là mình mất 80 mảnh tướng chọn. Mà lưu bố mình hôm nay đã lên 5 sao cam rồi. Còn thiếu gần 80 mảnh ở đâu? Hơn 80 mảnh nữa lên một sao đỏ, tức là 11 sao. Đây 119 như 200. Chỉ còn thiếu 10 con nữa thôi, tức là 81 mảnh. Còn về dương gỗ may lên bậc mình đã xài hết rồi. Còn có gần 100 dương thôi.
14 dương bạc này mình mở lốt này. 14 dương nó tương đương với 140 điểm. Chắc là hết ngày hôm nay là mình sẽ lên được 2.000 điểm. 2.000 là vẫn còn thiếu 6.000. 6.000 là trung bình một ngày phải kiếm 3.000 mới ok. Lấy hai dương cuối là 100 điểm ngay. Đã nhận thêm 100. Đây được 1.843. 90 là 1.900. Nói chung là trên 2k mày. Chỉ còn thiếu gần 4k thôi. Đây hoạt động này. Cái gì đấy? Giá trị lạp à? 4 ngày múc luôn này. 588 kim cương. Ngày mai được thêm 5 quay cao cấp trò chơi. Ngày 6 được 5 dương xu vàng. Đề tài 4 giờ mình được 826 vạn. Nhiều không? Nói chung cái xu vàng này nếu mà em tích được cứ tích thôi. Đây ngày 7 được thêm 5 xu Shiba. Cũng là chó khác đến xu ngoài Shiba. À quên, quay về cái chủ đề chính của YoMA. Anh em chú ý căn cho mình cái mốc triệu mộ cộng với mốc mở dương. Mở dương nếu anh mà làm vài chục mũi treo cả ngày trong vòng 6 ngày, phần trăm cao là anh em sẽ hoàn thành mốc 5. Nhưng mà để chắc ăn anh em theo dõi cho mình ở cái video ngày 7. Tại vì tối nay chắc ăn mình đã mua thêm dương rồi. Tức là một ngày mình phải bỏ ra 1.000 kim cương để mua 3 dương. Còn về cái đá này hôm nay mình thiếu đúng 300 đá mới lên trang bị cam. Để là xúc luôn. Có kim cương mình hay phá lắm. Từ ngày mai chắc mình sẽ tiết kiệm về phần kim cương. Cái gì cần mua mới mua. Còn là 3 dương ngày mai chắc ăn mình vẫn mua. Tại vì mình sợ ấy, đi thêm một hai đứa kẹt map không đi được. Là khéo khi à, tạch mốc 8.000. Nếu mà thiếu nhiều không sao, thiếu tầm 50-100 điểm kém em ơi. Nói chung là từ ấy 3.100 lên ấy, anh em mở xui bị đóng băng là thua nhá. Khéo khi mình phải cho con lứa bố lên bên trên. Nếu mà thua lứa mình sẽ thay tướng. Còn về sự kiện quay tướng ấy, à quên nó ở bên này cơ. 358 trên 400. 2 ngày nhận free, 2 là 360 trên 400. Tức là chỉ còn thiếu 40 thôi. Và khi mình quay xong mốc 400 lần, mình sẽ dừng luôn. Biết đâu ấy, tuần sau lại có tiếp. Hoặc là tuần sau nữa. Nói chung Lông Dân chắc ăn cứ tích vé quay cho mình. Tại vì giờ anh em quay ấy, cũng chưa chắc là ra con tướng. Mà ra con tướng anh em phải ra tầm mấy chục con thì mới lên được sao. Lên theo mình không đủ mốc 400 anh em tích. Đợi sự kiện xem như nào. Vé quay ở đầu game ấy, anh em kiếm nhiều cái sự kiện tháp thử thách. Cộng với trong phần đồ giám. Đồ giám này cứ 3 mốc là anh em sẽ nhận được thêm vé quay. Để cho em xem nhá. Đến mốc 850 mình được thêm 50 hay 60 vé quay nhỉ. Nói chung là rất là nhiều. Một mốc, hai mốc, ba mốc. Đến mốc 1.000 được tận là 100 vé quay. Mốc lứa 120. Hình như mỗi mốc nó trên 20 phải. Thế mốc trước là 80 em ơi. 120, 140 đúng rồi. Cứ một mốc là 20. Và trong sự kiện quay tướng, mỗi một mốc anh em được thêm 10 vé nữa. Nói chung là đầu game anh em sẽ kiếm được rất là nhiều vé quay. Còn về phần dương anh em chỉ cần khỏe là qua được. Đấy, ngày hôm nay anh em chú ý cho mình về sự kiện. Nói chung là anh em mới chơi ấy, theo dõi cho mình cái ngày thứ bảy ấy, để xem đủ bao mốc. Hàng này của mình ấy, đây mình so cho em xem luôn. Đây là VIP 2, bao nhiêu lên nhỉ? Hình như nó ghi là cần thêm 32 hay là 22 nữa là lên VIP 3. 20k nó tương đương với 6. Tức là này mình làm thêm tầm 100k nữa là lên VIP 3. Nhưng mà với tình hình này phần trăm cao là mình sẽ lên VIP 3 thôi. Đấy, ngày hôm nay anh em chú ý cho mình mấy cái quan trọng đấy. Thôi ok, mình xin kết thúc đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.